Thôi, xin mời mọi người theo camera của mình tiếp tục cuộc hành trình đến viếng ông Thẻ Trung ương, gọi là ông Thẻ số 5 rồi các bạn. Đi đây. Dính rồi nên cắt cho dính không để chuyện của mình thì nghe đi thôi, bắt đầu tới đầu tới đầu. Xe cho mát đây là Khang, là người em mình cũng mới quen biết ở vùng đất này nha các bạn. Hôm nay cũng hỗ trợ mình trong cái cuộc hành trình này. Anh em bắt đầu tiến vào để viếng cái dinh ông Thẻ số 5, là cái là ông Thẻ trung tâm của bốn ông Thẻ. Mình không biết là cơ duyên hay sao chứ mình cũng chưa nghĩ, thì bây giờ duyên đến đâu thì mình đi đến đó thôi. Vô ông Thẻ chứ không? Đi vô thăm ông Thẻ. Qua đó là bắt bắt tiền. Bắt tiền hả? À bắt tiền, rồi đó. Nó thời thì bên đó nó đi cái gì cái gì. Anh đi trước, quay tôi đi trước rồi quay tôi không? Mình sẽ khám phá cái lối đi của dinh Quan Thẻ số 5 này. Mình cũng không có dự định các bạn ạ. Thế nào cũng biết rồi. Trong cái cuộc hành trình này thì nói chung ra là tự nhiên thôi, đi đến đâu thì mình chỉ biết quay đến đó. Bây giờ xuất phát đi có em nó cũng hướng dẫn. Dạ không, không sao, con tự nhiên con đi đến đâu được con đi à chú ơi. Dạ chú tên gì hả chú? Hả? Chú tên gì ạ? Chú ông Sáu. Dạ gì con gọi chú là chú Sáu ha. Dạ. Dạ chú Sáu. Chú Sáu năm nay được bao nhiêu tuổi chú Sáu nhỉ? 31 tuổi. À chú Sáu. Ở nhà hôm nay mình nhờ chú Sáu. Chú Sáu là người ở địa phương ở đây. Chú Sáu rất là rành về cái ông Thẻ cho nên mình có nhờ thêm một người đồng hành. Dạ chú Sáu biết đường, chú Sáu dẫn con đi đi chú Sáu. Thưa người thầy ạ. Dạ, đây, đây nghe các bạn. Cả nhà, đây là chú Sáu, mình mới quen với chú Sáu ở đây. Nhờ chú Sáu của nó là người hướng dẫn cái cuộc hành trình này. Thôi vậy đó. Vậy đó. Chú Sáu năm nay được 61 tuổi nè các cả nhà. Ôi, cái con mắm của mình. Xong rồi các bạn ơi. Chậm mà chắc quê. Đưa cái ba lô đen đeo cho. Thôi, cái ba lô của Khang nó đeo rồi. Thôi, được rồi. Đây nha các bạn, đây là Khang em mình. Mình cũng mới quen biết em ở phía đây thôi. Bây giờ nó tiếp tục làm người bạn đồng hành với chúng ta. Đừng cho cái được không được, bỏ dài ra nha. Ừ rồi, được rồi.
được đi được con gói dành ra thấy có con mua các cái điện thoại đi được đi được con gói dành ra nó con chợ dây từ từ xuống rồi 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 cái dây từ từ xuống nha đưa cái ba lô này đeo nó mở cả kịp các cái điện thoại đi dây mang đi chừng chờ cái được không được thì bỏ dây lỡ nha dây cái chị cũng bán năm rồi kiểu cái mới được về cái điện thoại đi đi cho nó gọn. Để em quay cái quá trình đi luôn. Cái điện thoại này quay tin được không anh? Được được, nhưng mà em quay dạ. Gì nè ha. Dạ. Đó, vô gì nha. Dạ. Nói vậy đó. Cái này dạ. Không được cái này mới đi vô cái này nữa nè. Dạ. Đứng hai lần, quay vô, quay chơi vô, cái này. Nếu như mà Quang hãy lấy điện thoại, đi thở đó, xuống con bếp này luôn, xuống con bếp luôn, hai chân đều, quay mặt tử luôn. Hai chân thả thẳng luôn, xuống trong dưới lên nè, quay mặt qua bánh, quay mặt vô cái đèn. Sau xuống, xe cái này vô, xe cửa này vô. Thẳng hai chân, không bị dưới luôn, rồi rút dưới luôn, xuống cái nữa, rồi niệm Phật lên, Quang để cái cô lên này. Rồi lên đi con, lên đi, vậy thôi. Nhưng chưa biết cái chỗ này gọi là căn cấp đất. Dạ. Rồi chú ở đây nên lên được anh. Rồi lấy máy niệm Phật lên đây.
chỗ này. Xe cái mặt qua đây ha, đưa ra tay thấy chú bọt qua nha, thấy chú qua đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống tới đấy khoan, cái tay này đi qua. Cái tay này đi qua, cái tay này đi qua nghiêng lại, nghiêng lại, nghiêng nghiêng gì, nghiêng mạnh nè, nghiêng mạnh nè. Nó mới qua được. Rồi, vậy đó, phần chú quay vô. Qua nữa, nhắm cái này lên, nhắm mạnh cái này lên, cô mới lọt qua, mà nhắm cái lên cái nữa mới lọt qua, ừ, nhắm lên cái nữa. Còn ừ, chứ, sao không em? Lên cái nữa mới lọt qua, ừ. Rồi, phần chú vậy đi. Dạ. Chút không đứng luôn mấy lần, chút không đứng luôn. Dạ. Chút không luôn, thả thẳng hai chân gập vọt đi luôn mấy lần. Dạ, dạ. Vậy con. Phần cô lát nữa đi cái đường này nha. Đừng tới trung tá. Đứng hơi lên trung tá. Đường đây nè, đường này nè. Đường này nè, đứng hơi lên trung tá. Hiểu không? Đứng hơi lên trung tá, đứng hơi lên. Đứng hơi lên là bị mặn tá. Dạ là con phải chấm chân xuống đó dạ, hả cô? Thẳng hai chân cái lọt xuống luôn. Rồi là không lát. Qua nữa đi, cô đứng hơi lên qua được, đứng mạnh lên ừ. Qua nữa, qua mạnh luôn. Dạ, gì? Con xuống gì được cho chú? Rồi lên đi, tốt rồi. Rồi cô qua nữa, qua mạnh lên nữa. Rồi qua cái nữa đi. Cái nó đó, ờ, thì cô phải leo lên lại chỗ này nè, hiểu không? Leo lên đây đây nè, phải leo lên nè. Leo mạnh lên, lại chỗ này nè, nó mới có đường đi. Rồi lại chỗ này, đi qua cái cạnh này. À, cô lại chỗ này nè, lại ngay ngồi mèn thương này nè. Đó, cô chung lọt cái đầu qua luôn, mới có đường đi, chung lọt qua luôn. Dạ, chung lên đây hả? Chung qua đây nè, dưới này nè, qua đường này nè. Qua đường này hả? À, rồi, chung cái đầu qua chỗ này. Cô vừa chung lọt, cái cô đứng ra nha. Đứng lên, có con cây dạ, cô đi là tới. Bây giờ con phải đi qua, phải không? Ừ, cái đầu chung quá. Cái đầu quá, cái đầu dạ. Chung lọt, như này. Ừ, đứng lại đó, xuống mạnh, đứng phát mạnh rồi. Ờ, rồi cô đứng lên có cọng dây nha, dạ. Đi thẳng tay luôn. Cô đứng lên cọng dây luôn. Ờ, đi tới đường này chú, đi thẳng tay. Dạ, đi đường này đó hả chú? Thẳng tay luôn. Thẳng mạnh tay luôn. Dạ. Rút qua luôn. Rút qua luôn nha. Dạ. À, đó, cho nó mới đứng lên. Rồi cô đi chích tới có cọng thang cô đang lên nha. Dạ. Là cô trở ra có cọng thang lên lên. Rồi chú ba lên đi. Lên mạnh lên, à lên mình nữa, lên mạnh lên đây này, lấy ngay cái này, lên mạnh lên đây, lên mạnh lên đây, lên lên mới được à? Dạ. Rồi qua đây, tạo là vậy thôi, hiểu không? Dạ. Nó vậy đó. Chung gọn cái đầu qua luôn dưới này nè, chung gọn ở dưới này nè. Chung bọn qua luôn. Chung ở đây hả chú? À, rồi, chung bọn luôn. Chung bọn qua chú đứng lên, có mấy cọng dây chú đi tới nha. Đi tốt, mặn lên và thang lên, nhưng cái đi tiếp, cái cô đi tiếp á. Dạ. Đường kia. Bên này hả? Đường kia. Ở yên 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 mình qua. Đó à. Đó. Yên mình qua.
Vậy là em ok đó em ơi. Qua đây mình thấy quẹt đâu chứ. Quẹt không? Vậy mà con cũng rớt quá rồi. Chắc đây, em giữ. Ủa hồi nãy mình đi hang bên kia mà hả? Đó có, nãy em bỏ vô túi anh nè. Trước cửa này. Trước cửa này lại đây, lên đây. Dạ. Xuống con biết nữa. Dạ. Rồi. Đâu? Dạ. Dạ con quay giờ mới. Quá hả? Dạ. Cái này con. Mày. Em. Còn nghỉ mệt tí xíu mới được. Đi không có đẹp chưa? Đi không có quả gì. Dạ. Đi hai ba lần rồi. Em ở đây đó. Ủa, vậy là hồi nãy mình ra đây hả? Cái bài này dưới này lên lên. Nó sâu ở dưới lên lên. Dạ. Có cầu thang cái này nè. Nhớ không? Dạ dạ. Nó sâu ở dưới mình lên lên nè. Dạ. Tại vì dưới đó lộn vô. Dạ. Lộn vô. Lộn vô là nó sâu ở dưới mấy đâu thôi. Dạ. Ừ. Đi lộn ở dưới. Lộn nó sâu ở dưới mấy đâu thôi. À mà chú Sáu, con hỏi thăm về ông Thẻ số 5 á chú Sáu. Nó ở đây luôn nè. Ở đây luôn á hả? Ừ. Cái cửa chú cúng này là cái ông Thẻ ngày xưa để đó ha. Dạ. Sao thì đem để cái này nè. Và cái này nè. Nó gọi là cái ông Thẻ nè. Đó. Chứ không phải như cái bên số 1 sẽ cái gỗ lò táo. Nói vậy đó. Là cái đá dung này nè. Tôi quay cái sang nè. Là của Đức Thầy Phật Ngài Tâm năm 1863 là cái chỗ bên chú cúng để nằm ngang tầm đó. Dạ. Ừ, nói vậy đó. Là ông Thẻ số 5 Trung ương. Dạ. Là cái chỗ này là nó gọi là cái căn công đức luôn là vậy đó, cái chỗ cứ xuống là gọi là căn công đức. Yeah. Còn cái ông Thẻ là mình vô đầu tiên hết á, cái đầu tiên mình cúng mà mình qua cua đó. Dạ. Và ngay đó là điểm chính cái ông Thẻ Trung ương số 5 đó. Dạ. Vậy đó, chưa biết vậy thôi. Ừ. Nó đơn sơ là không có gì hết, nó vậy thôi đó, mình gọi là ông Thẻ đó. Dạ. Yeah. Tại vì con cũng tham khảo qua nhiều sách vở. Quỳnh Đế là nó nằm ngay đây. Dạ. Nằm ngay đây. Còn cái số 4 là chỗ cái Hà Tiên á, cái chỗ mà Vĩnh Gia Vĩnh Điệu á. Dạ 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 ở, con. Cái chỗ đó. Ở bên là... cái Cần Đăng, cái Thiên Tôn này có cái nữa nè. Dạ. Thế gì đó. Ừ. Ở bên Cần Đăng, Thiên Tôn thì số 1, Dương Quang Thẻ số 1 con có ghé ở Châu Phú. Ờ, nhưng rồi cái, Vinh số 2 con cũng ghé rồi. Có cái điểm chính là tôi nắm ở đây là nhiều mấy chỗ không biết có đi. Dạ. Tôi dẫn người ta đi đây là đi cái ông Thẻ công đức nè. Cái chỗ này nó gọi là ông Thẻ công đức số 5 á, Trung ương. Yeah. Căn công đức là chỗ này luôn. Cúng ông Thẻ đi hang Thẻ chỗ này mà đi công đức là cái chỗ nãy đó leo xuống đó. Yeah. Chỗ nó gọi công đức vậy thôi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cho bà con mình biết là cái sự tích ngày xưa của Đức Phật thầy á. Yeah. Gắn liền lại với cái nhân dân Việt Nam mình là ngày giành lại cái độc lập với ba Trung Quốc ban Tàu đó là cái ông Thẻ số 5 này. Yeah. Ừ. Là ông Thẻ nào là quan trọng. Dạ. Yeah. Vẽ sao lại nó mà. Đương không thiên nhiên nó có cái lỗ tròn như là đặt để cái đó là công đức người ta đi cho ta biết gì thôi. Dạ. Cũng như cái này đi tham quan đi du lịch đi chơi cho biết gì thôi chứ không có gì hết. Ừ. Với nhiều khi ta đi cúng rồi mình giải căn giải quả đau bệnh gì nè làm ăn được gì thôi là cái điểm chính là ông Thẻ Trung ương này. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Bỏ chợ mới. Xong rồi trời mày thấy tao đeo chết con ngu rồi tao. Nhưng trong Việt Nam mình là điều cảm mến ông mày nhiều đó nghe không mày nhiều đó. Dạ. Ông này là cái danh sách người khùng đó, đó. Nhưng mà trong khi cái danh sách ông để là người khùng ấy, lát nữa mình dạch ra là cái khùng này là khùng điên khùng Phật chứ không phải là người ta nói là khùng gì đâu. Đó. Là tất cả là từ Sài Gòn Định Quán trong cái đất nước Việt Nam mình nghe là điều cảm mến ông là nhiều, kinh phục ông là nhiều, cả đứng lên ông dựng cái mối đạo đó, nghe trong tu huyền là nhiều đó cô. Đó. Dạ thôi con cảm ơn chú Sáu. Dạ rồi, không Sáu. Có gì. Dạ. Dạ. Rồi muốn lên đây không lên đây quay phim thì phần dạ. Có đường mong lên. Dạ. Mang giày mang dép vô. Chân em bủng rủng hết.
Xin thông báo với mọi người cuộc hành trình của mình đến viếng thăm Dinh Hoàng Thả Trung ương giờ thì cũng kết thúc thôi, giờ mình trở ra để còn thời gian đi đến những nơi khác. Chào mọi người. Mọi người xem video cảm thấy thích nhớ bấm like, share và đăng ký. Mình cảm ơn mọi người để mình còn có thể thông tin tới những video tiếp theo của mọi người ha. Dạ. Về nữa về luôn hay là còn đi đâu, còn ghé đi đâu nữa không? Không, từ rồi đến đoạn trước Hà Tiên. Hà Tiên nữa à, đưa đỡ nữa ha. Rồi 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 rồ